Qua đây nói nghe nè. Chuyện gì? Em mới nảy ra một ý tưởng mới. Ý tưởng gì? Anh có muốn hôn trời nó không? Anh đù. Anh đù. Được của nó đấy. Suốt ngày hôn lần trước chưa tởn à? Nên sao? Thì em xuống yêu hôn chị táng anh mấy lần á. Bây giờ còn nung nay cái răng này, ăn cơm còn chưa không. Ngon nữa. Không, nhưng mà lúc đó là lỗi thôi. Lúc này là em hôn không bị đánh luôn. Hôn mà không bị đánh hả? Ờ. Dễ ăn lắm, dễ ăn với chị ta lắm. Thì bởi vậy. Làm sao bày thử xem nào. Anh có mang theo tiền không? Tiền hả? Bây giờ hôn mà trả tiền nữa hả? Ừ. Thì mấy lần trước là anh hôn không trả tiền, anh mới bị đánh. Giờ coi như là mình hôn trả tiền, mình mua nó là mình không bị đánh. À, nếu như là mua mình trả tiền là mình được hôn là mình không bị đánh. Đúng rồi. Nhưng mà chịu không? 50 một cái, 100 ngàn hai cái. Thì hôn cái nào trả tiền cái đó. Chắc là mời chắc ăn không? Chắc. Ví dụ như có nhiều hôn nhiều, có ít hôn ít. Trời phải. Đu để da đu mua giấy số luôn trời. Anh phải mua giấy số nữa hả? Cái giấy số này nó hôm trước thì bán ế này, anh mua ủng hộ nè. À. Ừ, mà anh chưa dò nữa, để thì hôm nào nhờ chị thì dò. Này còn trăm mấy này anh? Đủ rồi đó, đủ chắc được hai cái rồi đó. 50 ngàn. Trăm, 108 nghìn. Thôi hai cái thôi, không có lấy số lẻ đâu, xài số chặt. Hai cái thôi. Ừ, thôi ráng ba cái đi. Không được đâu, hai cái thôi. Rồi. Không có trả giá nữa. Ừ. Hôm nay cái cây này bông đẹp ha. Hồi hái mang qua cho chị thì. Ủa sao nói chuyện mà cái mỏ anh thở giật dữ vậy? Là phải. Trời ơi, mắc cỡ đúng không? Làm như mới lớn qua vậy á. Chứ hồi giờ có được hôn thoải mái, giờ hôn được mà hôn tự do mà tốn tiền được. Mà anh giờ anh xịt phòng đi. Xịt phòng nữa hả? Xịt phòng người anh. À, xịt người anh, thơm anh người anh á. Em chạy qua chị thì trước. Ừ, với lại anh á. Ừ, ok. Nhớ làm sao ra kèo cho chắc ăn nhá. Ok. Rồi hôm nào anh ta trả sữa cho. Ok. Ok. Anh quan hiền đấy nhá. A few moments later. Cái thời gian này ăn mày ra chừng nào ăn cơm thì. Giờ hả là mày còn. Được luôn hả? Vậy chị cho bỏ cái tật ham chơi nha. Trong thời gian ta tranh thủ ăn đi không? Chơi xong rồi nó bụng cung tay cung chân này nó mày ăn. Có ngày nhà tao hết mày cho mày thử mày ăn gì. Cái cây vậy? Ngón để mày đây. Ủa vừa nói vừa ăn, chị không nghe được chị luôn. Mày mốt quá em để cùng mày đây. Ở đâu gai? Ở đâu gai? Khoái ăn mì nói đại đi. Tao rủi. Nó gửi thằng mày nè. Gửi hả? Ừ. Gửi có tính phí à? Thì chị lấy chị ăn thì chị ăn. Ghê không? Phận cho đôi đường. Cho em đôi lên đường. Vẫn có ăn. Là như xả sắc lắm, như đi lên, đi xuống, đi lên, đi xuống. Ừ lắm. Thì cái dốc nè. Vậy cũng được luôn hả? Vậy cũng tính luôn hả? Chắc đi lên đi xuống cái góc đó chắc nó xuống. Sao xuống vậy? Đau bao tử phải không? Xuống đồ ăn. Người ta tưởng mình đi đau bao tử. Ai để ăn uống không đàng hoàng. Nãy ăn cua. Có gì? Rồi chào hai chị em. Ủa, nay đi chơi à? Ừ. Ngồi chơi kìa. Ủa, thì tiền sang đây ăn rình hả? Ăn rình. Ăn rình. Ăn rình, rình là ăn trực đó phải không? Sao ăn trực đó. Ở quê anh toàn là ăn rình đó. Nói chuyện nhầm kêu mà nó không hiểu. Ăn rình mình tưởng nó ăn giống như ăn lén lút. Ăn rình ăn trực đấy. Sang nhà người khác ăn trực mà nó ăn rình đó. Chị nghe rất quen luôn hả? Cái này ăn rình, ăn rình. Ăn mì vậy sao mà. Anh Thể nói vậy làm em tổn thương quá à. Em ăn của chị thì mà. Tổn thương trái tim nhỏ bé. Mà là ăn mì suốt thì hèn gì người nó ốm nhom à? Giờ nó còn ăn cơm nữa. Tại giờ đang cần ăn rất lớn. Hả? Ngồi kế bên bà Thùy kìa.
con mắt mới tự ngồi có cái ghế không trống không ngồi đâu rồi chen chút vô đây làm chi vậy. Thôi mệt nó lâu lâu ngồi chơi nè, ngồi đi. Thì nó ở gần đấy thì nó xích sang bên kia thì ngồi đây. Mấy ngồi chen chút vô cho nó ấm hả? Chi vậy? Rảnh thiệt luôn. Mừng giấy nhà thì đẹp hả? Cỡ gì nữa không? Đi đi hái, đi hái con giấy nhà thôi. Rồi xong rồi còn nó đẹp với xấu, ăn đậm. Màu tím à? Cái này có gọi là hái rình không? Ô luôn, đẹp. Hái rình lại mắc cỡ vậy đó. Có gì đâu. Giống như gái mới lớn. Chắc vậy. Gì đâu nghĩ sao cứ đưa người ta xong rồi cái gãy gãy cái đầu. Trời mà tối năm thì cũng hai em nóng rồi sao nó chịu được ha. Nóng mát gì quan trọng, sở thích thôi. Đúng rồi. Sở thích hả? Mụn mọc mà em mà ăn thể đâu mà. Trời có ngày nhầm kia tính nó thiệt còn có tháng ăn 25 ngày chuyện bình thường có gì đó. Ngon mà đúng không tiền. Ngon. Bởi chị em mình có khác. Mà sao nấu mì không thêm các thứ đồ đặc khác mà. Mệt thở quá, ngồi thăng thi con mì em ngoài. Ngồi ăn mì còn ăn cơm chó nữa. Ê, hỏi luôn ơi, vô nhà ăn chó. Cái đó là ổng đang nhìn miệng nhỏ, thấy nhỏ ăn ngon. Ngon quá. Ủa thì nay bán về được nhiều không? Cũng lai gai, nói chung là không ôm là được. Thì mấy hôm nay như có mấy hạt mưa trở lại đó. Thì tưởng đâu hết mùa mưa rồi. Thì cũng tưởng vậy đó, ai về chiều nay xém hơn mà hơn. Cuối cùng cuối giờ cái gì tao mua hết luôn. Đúng hả? Ủa, làm gì? Làm gì mà cứ kê kê chu chu mẩu ai vậy? Có gì đâu. Nói chuyện đi cổng rồi kê kê. Chịnh hung tôi vậy? Bởi vì tối thì nấu cơm cho mẹ chưa? Mới nấu xong mà kêu ngắm tiền nó ăn cơm, nó không chịu ăn, nó thèm mì, con ngắm túi. Đúng là con nít. Bữa nay bị cái gì vậy? À. Ủa ngồi nói chuyện đàng hoàng đi, gọi nó chua chua nó mở ra. Ủa định hung tôi vậy đúng không? Có đâu, thề nước nhìn xem đã tiền ăn mì xong chưa, kéo ra chơi cho vui mà. Mà thầy có muốn hôn á, thầy không cần dùng mỏ, miệng mỏ thầy cũng hôn được. Bắt đầu. Xạo giờ đi, ủa hôn mà không dùng mỏ, dùng miệng chứ dùng gì. Vậy mới hay. Thông minh. Thật là thông minh. Người thông minh tới mức độ này sống không lâu đâu. Hay, tôi thấy là không có khả năng đó. Ông chỉ là gọi là cái gì, gọi là nói xạo, bốc. Bốc phét trừ bốc phốt gì mà ơi. Phốt thì không tin đâu. Thế không tin luôn, ông nghĩ sao? Ủa có cái miệng hung mà không dùng cái này chứ dùng cái gì? Thì bỏ mẹ mới có là bí quyết hay. Bây giờ không tin thì cá có thể đi. Cái gì? Cứ cho tiền cho nó nhanh. Được. Hào hán. Bao nhiêu? Năm trăm hả? 500 chuyến này chưa đủ tiền, lỡ đủ tiền thì chưa 500 luôn. Ủa được luôn, thiệt luôn hả? Nhưng mà đảm bảo thầy thắng. Ôi cái này tôi thấy ông nói xạo thì có chơi đó mở đâu. Nhưng ở mà đâu ra? Nhưng mà thì phải nhắm mắt vào, nếu đảm bảo thì nếu mà thầy thua thì chung tiền cho thầy đào hả? Tiền chơi cái mút nha. Ok, có tiền thì tôi chơi luôn. Tôi thấy ông chiến này là ông thua tôi chắc luôn rồi đó. Dễ thua thể lắm. Sao ông gọi đó, thử coi. Tôi cảm nhận được luôn đó. Nha. Ừ. Có hé mắt không đó? Không. Rồi. Tôi nói ông thua chắc gửi đó hé, tôi đâu rảnh đâu. Đâu phải nít đâu mà chêm gian. Có thấy chưa, rõ ràng là ông nói xạo nè. Cái miệng đúng không? Bằng cái miệng đúng không? À về nó thể nhầm, làm sai một câu khác. Nó vi nó vậy đó. Thấy không? Cho làm lại. Ai nhưng mà thua đưa tiền nè, em nói nhiều hả? Mới làm sai mà thầy làm lại rồi thì chung luôn. Thôi đừng xạo, nói chung là tiền trao cháu múc đi chứ ông ơi dở kèo với tôi lắm. Thầy trao cháu nó mà, nhưng mà quân tử thể chung luôn. Nếu mà thầy làm lại là thầy thắng ha, lấy lại tiền à. Thiệt không? Ừ. Tôi thấy ông chứ này là ông thua tôi mất, chắc mất nữa. Đây, đó. Nghĩ sao, ủa có ai trên đời mà hung mà không dùng miệng không? Thì bệnh mới gọi là cá. Chắc chưa? Chắc. Thế thua thì chung đấy, nhưng mà thế thắng thế mới dám cá cái gì đó. Có dùng cách gì trời? Vậy mới gọi là mẹo, vậy mới cá ăn tiền thì được.
Để tin coi tin thật chứ không phải tin giả đâu. Tôi nói rồi, tôi thấy không có khả năng, ông đừng có xạo xạo với tôi. Nhưng mà nãy thì cô hay là do nãy thì hí mắt á. Không quá nè, đó, thấy không? Thôi bỏ tay xuống, nắm mắt được rồi. Thôi tôi thấy là ông thua tôi rồi đó. Đến từ 1 đến 3 quá. Ông xàm xàm quá à. Thua thì nhận thua luôn đi tới rồi. Khoan, trời khoan, ơi, dừng khoảng chừng là 2 giây. Chia sẻ cho thầy đối tượng. Đó, đó thấy chưa? Tôi nói rõ ràng, ông thua tiền, tôi nói rồi thấy chưa? Thầy quên cái gì đó, là nói sai một cái gì đó. Ai, tôi thấy ông cái này là ông gậy kẹo tôi đúng không? Không, hôm trước là thể thử cái lá kia là thể làm được. Không cần chạm môi luôn. Thử cái lá hả? Ừ. Cái gì mà gà lùng? Ai ông không có ai đợi, ai có ai đợi mà nói hung mà không dùng miệng dùng môi không? Thì nếu mà thầy thua thì chung tiền cho thì. Ai các quỷ này mày lợi dụng đúng không? Có thể có lợi dụng thì đâu? Không 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 lợi dụng mà hung hung vô đây hả? Thì nhầm thôi nó mới sai ra vậy đấy. Ủa nhầm đâu ra mà nhầm? Nhầm nên sao em mới thua thì đó. Thôi đừng có xạo mày xạo thì trời 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 trời. Mà vụ gì hai ông bà cà lô uống sùm nhá, lan sớm ta dòm rồi. Ê chị cởi cho nhỏ nghe nè. Ổng hồi nãy ông qua ổng chơi phải không? Cái chị thấy ổng chơi gì? Hả? Thì qua đây chơi với chị em rồi nè. Đúng rồi. Ổng xưng si em mới đi dùng. Ổng làm gì chị nữa? Mày có để tao cởi không? Tao bị mất hứng là tao bị quên. Tao phải tập trung lại từ đầu luôn á. Mày làm tao phải tập trung lại từ đầu nè. Ê hồi nãy là ổng qua đây đúng không? Ổng qua đây ổng chơi. Ổng qua đây ổng chơi cái nhỏ đang Mỹ đây đúng không? Đúng rồi. Xong rồi cái nhỏ chạy vô. Chạy vô xong á tao thấy ổng chu môi cái chu cái mỏ vô định hôn tao gì nè. Chứ phải đâu mỏ ông Vĩnh á. Ủa mỏ Vĩnh gì mà kề sát sát vô mà Vĩnh chứ không Vĩnh. Rồi sao nữa? Xong rồi bị tao bắt gặp quá tan rồi phải không? Cái tao nói hình như quê cái bài trò là cá độ với tao là nói là hôn mà không dùng môi dùng mỏ. Thật mà. Rồi danh thệ. Anh nghĩ tới đó luôn hả? Ừ. Rồi sao nữa? Rồi cuối cùng là ổng thua chứ sao? Nhầm thôi. Rồi đó xong rồi cứ nói là nhầm cho lần thứ nhất nhầm đi. Rồi lần thứ hai y chang mà hung ngay đây nè. Lần trước là ngay đây nè, lần thứ hai ngay đây nè. Không chứ ông lộn không nữa. Thì nhầm cái thì mới thua thì đó. Mà kê sát môi luôn á. Chắc ổng sao á, hôm bữa ông mới phê với em nè. Ổng kêu là anh mới luyện lên tới cơ mới rồi. Cái hôn không bằng hôn môi luôn. Nhưng mà ông nói là hôn chiếc lá. Có ai mà tự nhào đi giống như thằng khùng không? Ông nói thử chiếc lá là được rồi. Bây giờ không tin hết, bây giờ còn tiền này. Mà ông chung tiền gì chưa? Chung rồi thì thôi, nói gì nữa. Bây giờ còn tiền này không thể tùy để cho thể thử lại lần nữa được không? Được. Hào án. Hào án. Thôi đừng có xạo. Ê, hai người bày mưu với nhau đúng không? Cái gì? Mưu gì đâu? Ủa họ không bày mưu hả? Ê. Ê, còn nhé mắt không? Ê, nhé mắt cái chuyện gì? Gì vậy? Mắt anh bị con mù mắt nó chui vô coi, chứ sao không? Coi có sao không? Coi trời ơi, đổ mắt con người là anh. Thôi, đừng có xạo. Ê, hai người bày trở nhặt con tiền chỉ ông đúng không? Có đâu mà có chỉ. Không có đâu. Cái con quỷ này tao thừa biết là mày với mày chứ không bao giờ cái ông thể có thể nghĩ ra cái trường hợp này hết trơn á. Ủa, chiều giờ em bên chị mà em có qua ổng đâu. Thôi mày đừng có xạo tao, hồi nãy là tao chỉ hơi ngờ ngợ lần đầu thôi. Rồi lần sau là tao biết chắc anh khẳng định là mày rồi. Chứ ổng không thể nào mà thông minh ổng nghĩ ra được cái trò này đâu. Ủa vậy chứ lần đầu sao chị biết người ta hôn chị, sao chị không bước đi mà chị còn để cho ta hôn lần thứ hai vô mệt. Ôi thì lần đầu tao tưởng tao là thiệt, ai về là mày bày trò. Chứ không phải chị phái hả? Phái gì mà phái đầu mày phái. Chứ như người ta là lần đầu hả, là người ta quýnh em nổi rồi. Còn chị ngồi chị còn cười ra nữa. Ôi thì tao không nói là trái chứ tao là hung đó. Vừa được hôn vừa có tiền nữa, phái chị nó mất luôn. Thầy thua thì thầy chung tiền rồi thì đó. Thua nói chung rồi còn muốn gì nữa. Thôi hai người đừng có xạo xạo. Chơi mày chơi kỳ cục quá. Không tin thì để thử lại lần nữa luôn. Tôi giả vô mặt ông bây giờ thử không? Trời ơi, bị phát hiện. Chạy vô mày, cái con nhỏ. Gỡ tôi giùm em nha. Mày nghĩ sao? Mày hả? Cái con quỷ. Mất chuyện chơi vậy, chơi toàn là bên người ngoài lắm á. A few moments later. Ơi, quỷ nhỏ này mày vô đây cho tao. Đi vô đây. Trẻ ơi, còn chạy hả? Ơi, đi vô dẹp cái tô liền cho tao.
Ô, mẹ kêu giờ đi. Mẹ kêu cái gì mày? Mẹ gọi nè. Mẹ gọi cũng phải gửi vô cho nó về. Tao đập mày bây giờ. Gửi cho cái tôi mẹ gọi. Suốt ngày ăn no kẹo cọc mày á. Suốt ngày cứ nghe lời ổng à. Nghe lời gì? Ổng nghe lời em. Không quá. Mày bài tròi trong 21 giùm ơn đừng có bài tròi nữa được không? Không. Vừa cho chị vừa được khôn vừa có tiền nữa. Em thông minh không? Hay quá ha, hay quá. Tao giọng vô mặt mày bây giờ á chưa đó mà. Mà chia em 50 ngàn đi. Ủa chia tiền gì nữa? Công của em cho chị được khôn cho chị được tiền nữa. Chị lấy 50 thôi chị đưa em 50 chứ. Công sức lao động. Ờ công ha, mày muốn gì mày đi qua bển mày đòi tiền ổng. Có môn mày với ổng giao kèo gì mày ăn tiền gì của ổng đúng không? Chưa có. Ủa chưa có, mày đừng có xạo. Người cái nạo của em mà nó vận động hết cỡ luôn mà em không được ngàn nào hết trơn á. Còn á, vận động tao nói gọi mới mốt mày đừng có nghe lời người ngoài được không? Rồi chị không muốn đúng không? Ờ. Chị không muốn như vậy đúng không? Ờ. Đưa 100 ngàn ra em kêu ổng qua chị hôn lại không? Tao đập mày giờ hôn mày nghĩ sao hôn? Nghĩ hôn sao? Trả đi. Nước miếng hồi nãy dính ra đây nè, xong mà nãy dính ra đây nè. Trời phái, sao dám rửa mặt vậy trời. Thiệt chứ, hồi nãy nhìn ớn ăn luôn á. Còn nó khoái không khoái? Cái môi mày làm gì thề lễ vậy? Mày làm gì môi giật giật vậy đó? Chị hơi quẹt thử mà, chị hơi ngửi. Làm gì? Nghe chỗ mới hôn á. Nani. Mày hỏi có thơm không? Tao thấy có gì đâu, nó bay mùi nãy giờ. Cái đó biết mùi gì không? Mùi hương vị tình yêu đó. Thôi mày đừng nói nhiều nữa, tao mới gọi mày đi dẹp cái tô liền cho tao. Đi vô rửa. Tao biến hả? Gái gì đó, đi qua nhà người ta ăn rồi bỏ định bỏ chốt hả? Đi vô. Cái này gọi là gì ta? Làm ơn là gì? Cái gì mày vậy là làm ơn á hả? Làm ơn mất quá, á lộ làm ơn mất quá. Ủa cái đó là ơn á hả?